Test nhẹ cho anh em tham khảo, con Mio là một khu thái bên ở độ xe 5 cho anh em ha. Đó. Đây, chào anh em Mio, review cho anh em tham khảo có bên lên combo cái bộ nồi bố carbon thái nha. Chạy cho nó nhẹ xe bền ha. Đó. Thì đầu tiên cho phần 6 bi ban đô cho phần cái bộ chén bi nha. Kẹp trượt nồi dinh thái cho tầm tấm bên nồi nha. Đó, có bình em đi là combo kẹp trượt mới, bộ bi mới vô xe ha. Làm lại mặt nhôm nồi mới vô xe ha. Đó. Tiến hành cho phần ba trượt quá là 6 bi vô. Rồi, tiến hành cho phần cái mỡ bò chịu nhiệt của phần cái chén bi để khỏi bị nhằn mòn chén bi của anh em ha. Đó, cho một lượng rất là nhỏ nha anh ha. Mỡ bò chịu nhiệt nha anh em. Rồi, tiến hành cho phần ắc nồi vô ha. Ắc nồi vô cho phần cốt nồi. Đó. Rồi, tới phần cái lòng đình mỏng ha. Tới cái nặt nồi. Tới lòng đình chặn phe ha. Lòng đình phe nha. Lòng đền đạp, lòng đền mỏng và tới tán nồi nha anh em. Đó, nồi trước thì gồm có 4 lòng đền luôn. Quá nhiều lòng đền anh ha. Đó, 4 lòng đền. Lòng đền phe, lòng đền đạp. Đó, lòng đền mỏng và tới tán nồi trước. Rồi, tiến hành cho phần cái mặt nồi vô ha. Tới phần dây cua, dây thì em dạy để đúng chiều ha. Đó, chiều mũi tên hướng tới trước nha. Tiến hành cho phần nồi sau. Nồi sau thì em đi có bình cái nồi bố quan thái nha. Đây, em đi bố thái dài luôn, rất bền ha. Và phần cái bộ chuông nồi sau ha. Đó, làm lại vô nồi sau bao đẹp cho chú xe, không bị sọc xước nha. Rồi, tới phần cái bộ tán nồi sau. Đó, thay tán mới luôn, tại vì tán sau anh bị dạng hư răng rồi, thay tán mới chú xe luôn. Rồi, tiến hành bắn cái tán nồi sau nha. Rồi, tiến hành ụp lốc nồi và test thử để cho anh em cảm nhận cấu hình cái bộ nồi thái do chiếc Mio nha, chạy bốc nhẹ bền. Test nhẹ cho anh em tham khảo, con Mio là một khu thái bên ở độ xe 5 3.000 cho anh em ha. Đó, xe này thì nó đi cái nồi bị tình trạng nó tuột lòi ly ha. Đó, chạy nó lên ga nó rào đóng ha. Em làm lại full cái bộ nồi thái ha. Chạy bốc nhẹ nhàng cho anh em để cho anh em đi chơi đi phượt nha. Đó, anh em ơi, chạy gì bị tuột nồi ly máy kêu thì ghé bên ở độ xe 5. Bên em thì chuyên làm nồi làm máy Mio ha. Chạy bốc nhẹ bền ha. Đó, test thử vài đường để cho anh em cảm nhận cấu hình cái thái đâu, chạy quá sướng nha, nhẹ nhàng, ngon là đào cho anh em, đó, tha hồ em đi chơi đi phượt ha, đó, nhẹ nhàng, chạy bốc và đặc biệt là rất tiết kiệm xăng nha. Test thử thực tế để cho anh em cảm nhận cấu hình con Mio nha, chạy bao nhẹ luôn ha, đó, kéo lên liền. Anh em chạy Mio mà bị tình trạng máy kêu ha thì ghé bên em ha, bên em thì có nhận làm nồi làm máy cho anh em luôn, đó, làm xong test thử thực tế để cho anh em cảm nhận ha. Hóa đơn của anh là đủ cho anh em. Rồi, cảm ơn anh trai Mio rất nhiều.